Cuốn sách Bí mật của thịnh vượng, thành công trong thế giới mới. Tác giả: Margaret Robins. Gặp những người giàu. Được rồi, bạn đã đến trường. Giờ là lúc cho chuyến đi thực địa một trong những phương pháp tốt nhất để thuyết phục bản thân mình rằng điều bạn vừa đọc là sự thật và bắt đầu thay đổi cách bạn nghĩ về sự thịnh vượng và giàu có là thật sự gặp một số những người giàu có và thành công đang đứng trên đỉnh những người thành đạt giờ tôi sẽ giới thiệu bạn cho ba người bạn quyền lực của tôi họ đều bắt đầu khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng và giờ là những người siêu thành công họ là bạn với những người hùng mạnh nhất nổi tiếng nhất trên trái đất này tôi đã nhờ họ chia sẻ những bí quyết của mình với các bạn tôi đã chọn ba người đó vì tất cả bọn họ đều hoàn toàn là độc nhất vô nhị với bối cảnh khác nhau nhưng bạn sẽ bắt đầu thấy được đặc điểm chung trong từng người hãy ghi nhớ khi bạn đang đọc điều này rằng bạn có thể ở cùng vị trí đó với họ và nó bạn cảm thấy là bạn không ở cùng đẳng cấp với họ hoặc không thể được thành công như họ và làm những điều bạn muốn hoặc là cảm thấy đó không chính đáng để thành công thì bạn cần phải đọc lại cuốn sách này ngay vậy nên không còn chần chờ gì nữa hãy để tôi giới thiệu với bạn thế giới của người siêu thành công. Tôi sẽ gặp lại bạn một lần nữa vào cuối sách để nói vài lời cuối cùng. Đầu tiên, hãy cùng đến với nhân vật Marshall Silver. Khi Marshall bước qua cửa chính nhà tôi lần đầu tiên vào nhiều năm trước, ông ấy đã tỏa ra sự quyền lực. Ông ấy là một trong những người tự tin nhất mà tôi đã từng gặp và rõ ràng là ông ấy biết mình đang làm điều gì trong đời thế nhưng ông ấy vẫn là con người thật sự tồn tại và khi tôi nói chuyện thì tôi vẫn được ông ấy chú ý ông ấy không quá bận như những người khác mà tôi biết những người mà cứ rối rít chạy quanh với quá nhiều trách nhiệm mà sâu là thật sự tồn tại ông ấy sống ngay trong một cung điện ở tại las vegas và có ngôi nhà lớn nhất trên bãi biển san diego tôi biết chứ vì tôi đã đến cả hai chỗ đó rồi ông ấy đã theo hòn đảo của Richard Branson chỉ để có một buổi gặp mặt gia đình mà thôi. Có bao nhiêu người có thể làm những điều đó nào? Đúng thế, ông ấy có một chiếc xe Rolls Royce. Ông ấy khá là nổi tiếng với việc trợ giúp những người kém may mắn. Ông ấy là con người có thật. Bạn muốn thành công ư? Nó ở đây này. Tiếp theo đây là hai chương từ cuốn sách mà Marshall đã viết và cho phép tôi chia sẻ với các bạn. Dù là trên sân khấu hay trong phòng họp nghiệp đoàn, Marshall Silver giúp mọi người nhận ra ước mơ từ sâu thẳm trong thâm tâm của họ. Các chương trình sân khấu và truyền hình chính kịch của ông đã khiến ông có được danh hiệu nhà thôi miên vĩ đại nhất mọi thời đại. Ngoài ra, ông ấy còn luôn được mời làm nhà tư vấn kinh doanh cho các khách hàng thuộc danh sách Fortune 500 bởi vì một chương trình phát triển cá nhân do máy làm ra tên là Tái Lập Trình Trong Vô Thức. Maso dạy các cá nhân cách phát triển những kỷ luật kinh doanh thành công bằng cách làm chủ được những trình điều khiển mà tạo ra những thói quen của họ. Phần lớn mọi người đều phản hồi với những đề nghị mọi lúc về việc họ là người thế nào hay không thế nào và điều mà họ có thể hoặc không thể làm. Từ lúc ông ấy còn là một đứa trẻ và đã dùng thuật thôi miên để chữa bệnh khó ngủ của ông ấy. Marshall đã luôn tin rằng thuật thôi miên có thể được dùng để cải thiện chất lượng cuộc sống và sự giao tiếp. Hãy xem Maso vận dụng sự tinh thông thuật thôi miên của ông ấy và học hỏi nhiều hơn về các hội nghị chuyên đề năng động của ông ấy ở trang www.silver.com. Phần 1. Nghĩ giàu Cách giải phóng sự thịnh vượng nội tại, bồi dưỡng tư duy triệu phú Maso Silver Bạn có nghĩ là bạn có thể trở thành một triệu phú không? Rằng có hàng triệu cách để trở thành triệu phú? Tôi đáng là bạn tin vào điều đó vậy nên nếu điều đó là có thể xảy ra thì lý do duy nhất mà bạn vẫn chưa phải là triệu phú chính là bạn tôi muốn giúp bạn thay đổi từ trong ra ngoài để bạn có thể nghĩ về cách để tạo ra tài sản như cách của triệu phú khi bạn làm được điều đó thì bạn sẽ kiếm được một số tiền khổng lồ thực tế thì bạn sẽ không thể khiến tiền ngừng chảy vào cuộc sống của bạn được người giàu nghĩ khác so với người nghèo Tôi không nói về những người giàu mà kiếm được 1 triệu đô la hay hơn thế trong một năm bằng cách làm việc 70 và 80 giờ một tuần, đồng thời cũng hy sinh gia đình họ, sức khỏe của họ và hạnh phúc của họ. Tất cả chỉ để theo đuổi đồng đô la toàn năng. Tôi đang nói đến chuyện kiếm được tiền một cách vui vẻ, chẳng phải đó là rất tuyệt sao. Sống một cuộc đời mà kiếm được tiền lại thật vui vẻ. Các thói quen tài chính đúng đắn có thể giúp bạn làm điều đó. Trong các hội nghị chuyên đề của tôi, Tôi đã dạy một kỹ năng do tôi phát triển gọi là sao chép tư duy thần kinh, hiểu một cách đơn giản, bằng cách nghĩ những gì mà người thành công nghĩ và rồi làm điều họ làm, bạn cũng sẽ thành công. Đó là một quá trình đơn giản, nhưng nó yêu cầu kỷ luật. Khi bạn nghĩ điều một người mảnh khảnh cân đối nghĩ và làm điều họ làm, bạn cũng sẽ trở nên mảnh khảnh và cân đối. Không có loại gen gầy bí mật nào cả. Nó cũng tương tự với các thói quen kinh tế mà có thể khiến bạn khỏe mạnh theo định nghĩa của tôi, bất cứ ai chưa từng kiếm được một triệu đô la một năm một cách vui vẻ đều là kẻ nghèo túng cả. Nếu nghe điều đó khiến bạn thấy không thoải mái hay thậm chí là giận dữ thì tôi rất vui. Phản ứng đó có thể sẽ thúc đẩy bạn thay đổi niềm tin và hành động của bạn để cuối cùng bạn sẽ không còn phải vật lộn với chuyện tiền nông nữa. Tôi gần như là có thể nghe thấy bạn nói là Ông nói thì dễ lắm đó, mà sâu. Khi mà ông lái chiếc xe Rolls Royce của ông và bay bằng máy bay tư nhân đó, ông không biết là cái cảm giác bị đuổi ra khỏi nhà trọ vì không trả được tiền nhà thì nó như thế nào đâu. Thực chất tôi biết cái cảm giác đó chứ. Đó là lý do tại sao tôi là người hoàn hảo để dạy bạn về sự giàu có. Tôi sinh ra và lớn lên tại một nông trường ở Michigan mà không có nước máy, không có điện và thường là có ít và đôi lúc là không có thực phẩm sau khi ngôi nhà đầu tiên của tôi bị tịch thu ngôi nhà thứ hai của tôi là một chuồng gà được sửa chữa ngoài việc khiến tôi biết ơn nguồn gốc khiêm tốn của mình tác dụng khác chỉ là tôi hay kêu cục cục khi tôi thấy lo lắng thôi xuất thân khiêm tốn của tôi khiến tôi nhìn vào mọi thứ theo cách khác biệt khi tôi mới 7 tuổi, tôi nhận thấy được rõ ràng gia đình của tôi là người nghèo nhất trong cộng đồng tôi sống. Tất cả những người khác đều giàu hơn nhà tôi và có nhiều hộ gia đình kiếm được rất nhiều tiền. Tôi biết là họ không thông minh hơn tôi hay sáng tạo hơn, chăm chỉ hơn hoặc là có ngoại hình đẹp hơn. Tôi đã thấy họ làm việc theo cách khác biệt, họ có những niềm tin khác về cuộc sống và họ thực hiện những hành động khác, khác biệt lớn nhất Họ tập trung vào việc kiếm tiền chứ không níu chặt lấy chúng vì sợ hãi những điều chưa biết. Nếu tất cả số tiền trên thế giới được chia đều cho tất cả mọi người, chỉ trong vòng 5 năm tất cả sẽ trở lại đúng như cũ thôi. Tại sao? Những người biết cách kiếm tiền sẽ vẫn cứ tiếp tục kiếm ra tiền và những người chăm chỉ, lạc quan, có động lực và thông minh vẫn sẽ cứ nghèo và bởi vì cùng một lý do, vì thói quen của họ hãy bắt đầu nói về cách để bạn có thể thay đổi những thói quen mà khiến bạn vẫn nghèo và thay vào đó là nhận tư duy triệu phú mà sẽ chuyển hóa cuộc đời bạn và khiến bạn giàu có tiểu thuyết gia Esco fusero đã nói người giàu thì khác với tôi và bạn trong cuốn sách đời tôi có ba sự khác biệt lớn điểm khác biệt đầu tiên các nhà triệu phú loại bỏ các hoạt động trả lương tối thiểu khỏi cuộc sống của họ nếu như bạn cứ lấp đầy một ngày của bạn với các hoạt động lương tối thiểu thì bạn sẽ không thể trở thành triệu phú bạn có tự đi vứt rác của mình không nhặt chúng lên từ khắp nơi trong nhà tự nhặt đồ của mình nếu bạn trả lời là có cho bất cứ câu hỏi nào thì bạn đang làm những công việc lương tối thiểu nếu bạn muốn cho ra một triệu đô la hoặc nhiều hơn doanh thu mỗi năm thì bạn phải nhận ra tiền là toán học để làm được điều đó, vui hay không? Với tuần làm việc 40 giờ, 50 tuần một năm, thời gian của bạn đáng giá ít nhất là 500 đô la một giờ. Bất cứ hành động nào làm ra được ít hơn thế, không phù hợp với thói quen triệu phú. Hãy xem hoạt động lương tối thiểu nào bạn có thể loại bỏ từ cuộc sống của bạn. Hãy tìm cách hiệu quả hơn để sống cuộc đời của bạn và hành động đi. Ví dụ, bạn có tốn mất 2 giờ để tranh cãi về một hóa đơn điện thoại bởi vì công ty điện thoại đã tính thừa của bạn 10 đô la. Nếu bạn làm điều đó, thì bạn sẽ không bao giờ trở thành triệu phú bởi vì cho dù bạn thắng thì bạn cũng chỉ làm ra được 5 đô một giờ từ cuộc thảo luận đó. Bạn có thể nói, à, đó là nguyên tắc. Nguyên tắc là bạn đang phải vật lộn để kiếm sống và bạn không đáng phải vất vả như thế. Liệu có một nhà triệu phú nào dành 2 giờ mỗi tối xem truyền hình cáp không? Chắc là không, trừ khi họ sở hữu mạng lưới đó. Một triệu phú luôn luôn tự hỏi bản thân rằng, đâu là cách để vận dụng thời gian của tôi tối ưu nhất và tốt nhất? Abraham Lincoln đã nói rằng, nếu bạn có một giờ để đốn một cái cây, thì hãy dành 40 phút để mài bén chiếc rìu. Bạn có thể đốn ngã một cái cây với chiếc rìu cùn, cái cây sẽ đổ sau 1 giờ, nhưng tay bạn sẽ bị trầy và phòng rợp và bạn sẽ không thể đốn cây tiếp theo được. Tuy nhiên, nếu bạn dành 40 phút để mài chiếc rìu đó, thì trong 20 phút tiếp theo, bạn có thể đốn cái cây đó mà chẳng phải mất quá nhiều công sức. Thực tế, bởi vì bạn mài lưỡi rìu và công tác đọc móng vào lúc ban đầu, bạn có thể đốn cái cây tiếp theo vào những cây tiếp theo đó nữa. Bài học ở đây là bạn cần phải từ bỏ sự hài lòng ngay lập tức và về lâu dài thì điều đó có thể tạo ra tài sản. Nếu bạn làm việc 40, 50 và thậm chí là giờ một tuần và về nhà trong tình trạng kiệt sức, bạn sẽ không thể có điều kiện lắp truyền hình cáp được. Tôi không nói đến chi phí hàng tháng, bạn không có điều kiện để tiêu tốn hai giờ đó khi mà bạn phải mài lưỡi rìu. Đầu tiên thì bạn có thể là không thoải mái, nhưng hãy nhớ nguyên tắc, tìm bạc là toán. Bạn có cùng số giờ trong ngày của bạn như một triệu phú hay tỷ phú mà biết cách tận dụng thời gian và tài nguyên của họ một cách tối ưu. Khi bạn làm được, bạn sẽ được phát triển lên một tầng thứ mà ở nơi đó, bạn sẽ không phải đổi giờ để lấy đô la nữa. Truyền thông đã gọi tôi là nhà thôi miên vĩ đại nhất mọi thời đại, nhưng điều tôi làm không phải ma pháp, đó là tư duy. Giống như tôi, bạn chắc cũng được nuôi dưỡng bởi bậc cha mẹ mong bạn có được một cuộc sống tốt hơn, nhưng họ có thể đã không thúc đẩy bạn theo hướng thành công. Khi tôi đang lớn lên, mẹ tôi đã nói với tôi rằng, mà sâu, con phải chăm chỉ mới tiến tới được. Và bà có ý tốt, nhưng tư duy của bà đã gây cản trở cho tôi trong nhiều năm. Thiên thần giáng trần này đã nuôi 10 đứa con, hầu như là toàn dựa vào chính bản thân bà, và đã làm tận ba công việc cùng một lúc để nuôi sống chúng tôi. Nhưng ý tưởng về việc kiếm được nhiều tài sản hơn của bà là ngủ ít hơn một giờ để có thể làm nhiều hơn một giờ. Trong nhiều năm, tôi đã trao đổi những thời giờ quý giá của tôi để lấy vài đồng đô la. Tôi đã luôn tự hỏi chính mình làm thế nào để tôi có thể hoàn thành được nhiều việc hơn và luôn cố gắng hết sức. Cho đến một ngày ở đầu độ tuổi 20 của tôi, tôi đã cuốn cuồng tìm cho đủ vài đồng tiền lẻ còn sót lại trên sofa để mua một gói macaroni và khô Minecraft. Tôi có thể thuê căn hộ nhà trọ nơi tôi sống, nhưng lại sắp bị đuổi ra vì thậm chí tôi còn không trả được tiền thuê đã giảm. Tôi nhận ra rằng tôi phải bắt đầu dọn những suy nghĩ ăn xin mà đang giam cầm tôi ra khỏi tâm trí tôi. Tôi đã bắt đầu hỏi, làm cách nào để tôi kiếm được nhiều tiền hơn. Và khi tôi làm điều đó, tôi nhận ra sự khác biệt thứ hai giữa triệu phú và người nghèo khổ. Điểm khác biệt thứ hai, triệu phú nâng cấp giá trị thời gian của họ. Điều gì mà bạn nghĩ là có giá trị hơn? Một chiếc xe máy mốt hay một chiếc ô tô Rolls Royce? Đương nhiên là Rolls Royce rồi, trừ khi là bạn sống trên núi với những con đường cho dê đi. Tùy thuộc vào nơi bạn cư trú thì một chiếc mốt cũng có thể quý giá hơn nhiều. Điều tôi đang nói là, Giá tiền của vật gì đó thì không có liên quan gì đến giá trị của nó. Quan trọng là cái giá mà người khác sẵn sàng trả. Bạn được thưởng trong cuộc sống bằng điều bạn sáng tạo như vật chất cho người khác. Hãy nhìn vào các sản phẩm và ngành kinh doanh dịch vụ ta có hiện tại mà đã không tồn tại vào 20, 10 hay thậm chí là 5 năm về trước. Bạn có từng tưởng tượng rằng một ngày nào đó bạn sẽ thuê người trong vật nuôi trong lúc bạn đi làm hay đi du lịch hay không? bạn có từng nghĩ là bạn sẽ tiêu đô la để mua một cốc cà phê một đô la cho một bình nước hay không hay dùng một cây lau nhà không mút xốp bọc biển để lau sạch những chỗ bị đổ nước ra đã bao nhiêu lần bạn thấy một sản phẩm được quảng cáo trên tv hay trong một cửa hàng và nghĩ tôi ước là tôi đã nghĩ ra điều đó thật là đỡ tốn thời gian hơn hẳn bạn có thể tạo ra giá trị cho người khác với ý tưởng hay khái niệm thường thấy nhất hoặc lạ lùng nhất để xây dựng tài sản, bạn cũng phải nâng cấp giá trị của thời gian của bạn để cho những người khác sẵn sàng trả tiền cho nó. Bạn làm điều đó bằng cách nào? Cho đi nhiều hơn là bạn xin. Hãy nhớ là những người nhận được vật chất do bạn chế tạo sẽ quyết định giá trị của nó. Nếu bạn đã trả tất cả số tiền bạn có để mua cuốn sách này, nếu bạn trả một triệu đô la, nó đáng giá như vậy. Nếu như những câu chữ của tôi đã tạo cảm hứng để bạn đi ra ngoài và kiếm được hàng tỷ đồng. Điểm khác biệt thứ ba, Nhà triệu phú hỏi, tôi có thể làm ra được bao nhiêu từ cơ hội này? Là một triệu phú, tôi biết là tôi cần mạo hiểm để giàu hơn. Tôi đang đánh cược tiền tài, danh dự và tài năng của tôi vào đó. Triệu phú thì luôn luôn nhìn vào triển vọng và ít khi tập trung vào những điều bất lợi. Nếu có điều gì đó mà tôi phải mất một triệu đô để mua nhưng đem lại cho tôi 1,5 triệu đô la thì chi phí là không quan trọng người nghèo luôn quan tâm đến chi phí bởi vì họ có tầm nhìn hạn chế về điều đó có thể xảy ra bạn sẵn sàng cho đi bao nhiêu niềm tin và sự theo đuổi đến cùng để bắt đầu công việc kinh doanh của riêng bạn niềm tin sẽ bằng theo đuổi đến cùng để làm một doanh nhân nghĩa là bạn sẽ phải đi về trước mà không có hướng đi rõ ràng và thường phải đối mặt với nỗi sợ hãi khi tất cả những người khác đã bỏ cuộc bạn có nghị lực và đủ niềm tin trong bạn để tiếp tục bạn thấu hiểu khách hàng của bạn bởi vì bạn luôn nỗ lực để thấu hiểu những điều họ muốn. Bạn tự tin về mục tiêu của bạn để những người khác sẽ đi theo bạn vì họ cũng chia sẻ niềm tin và cuộc phiêu lưu bạn truyền đạt đến cho họ. Để bạn có thể lãnh đạo và thuyết phục những người khác hướng về phía tầm nhìn của bạn, bạn phải có 3 kỹ năng cụ thể sau đây. Kỹ năng thứ nhất, khống chế suy nghĩ và cảm xúc của bạn. Bạn có thể đã biết rõ làm thế nào mà những người giàu có, vận động viên, người làm công việc giải trí và các tại gia bất động sản kiếm được hàng triệu đô la một cách vui vẻ mỗi năm. Vậy nên chỉ có hai lý do tại sao bạn lại không có những gì bạn muốn ngay lúc này. Có thể bạn không biết chi tiết ABC của việc biến giấc mơ của bạn thành sự thật, hoặc nếu bạn biết thì bạn lại không thể đứng lên khỏi sofa để hành động một cách nhất quán thường xuyên được. Muốn giảm cân ngư sau nhiều năm tìm hiểu nghiên cứu khoa học hàng ngàn ví dụ và trường hợp của những người đã thành công trong việc loại bỏ chất béo mà họ muốn loại bỏ khỏi cơ thể họ chúng ta đã nghĩ ra một công thức xác thực mà luôn hiệu quả đó chính là ăn ít đi di chuyển nhiều hơn muốn làm ra nhiều tiền một cách tự nhiên hơn áp dụng lối suy nghĩ tương tự làm việc ít đi bổ sung thêm nhiều giá trị hơn nếu như cách mà bạn sống hàng ngày khiến bạn rất hạnh phúc thì sao? Nếu như những điều bạn nghĩ kiếm được tiền và thu hút sự bảo đảm về kinh tế cho bạn thì sao? Trong chương này, hãy bắt đầu suy nghĩ như một triệu phú, cho dù tiền vẫn chưa được gửi vào tài khoản ngân hàng của bạn. Kỹ năng thứ hai, dùng các công cụ thích hợp Hầu hết các công ty đều được thành lập bởi những người nghĩ ra cách để làm ra một chiếc bẫy chùa tốt hơn, tận dụng một ý tưởng tuyệt vời hay tự sáng tạo ra cái của riêng bạn. Nó không quan trọng. Hãy nghĩ ra cách để kinh doanh tốt hơn, đó là con đường dẫn đến sự giàu có. Học cách rao bán và tiếp thị ý tưởng của bạn là rất trọng yếu và biết hệ thống kinh doanh hiệu quả cũng rất quan trọng. Thế nên là tôi dành phần lớn chương tiếp theo để mô tả bộ công cụ đối ngoại này bằng cách có các công cụ phù hợp bạn sẽ hiểu được quá trình mà những người khác đã dùng để xây dựng tài sản của họ và dùng nó cho bạn kỹ năng thứ ba hành động vào thời điểm hiện tại lúc nào ngay bây giờ ngày mai không bao giờ tới đâu điều bạn không làm ngay lúc này rất có thể là bạn sẽ chẳng bao giờ làm nếu bạn như phần lớn những người khác nếu bạn không vận động vào buổi sáng thì có nhiều khả năng bạn sẽ không vận động khi mà những điều cần làm và gây sao nhãn trong ngày cứ tích tụ lại. Thật không may, bởi vì điều khiến bạn luôn khỏe mạnh và kịp tiến độ nên là điều được ưu tiên nhất trong ngày của bạn, chứ không phải là điều ít được ưu tiên nhất. Hãy tự giúp chính mình và khoanh tròn từ hành động ở trên kia đi. Không mạo hiểm thì không có tưởng thưởng, triệu phú thì luôn biết điều đó, họ phải thất bại để tiến lên phía trước, để trở nên giàu có, họ biết là không phải hạt giống nào cũng rơi xuống đất màu mỡ đó chỉ là một phần của cuộc chơi nếu bạn từng chơi trò cờ tỷ phú bạn biết là có một chiến thuật đặc biệt để chiến thắng bạn mua tất cả bất động sản bạn đến làm điều đó và qua một nửa cuộc chơi bạn sẽ hết sạch tiền nó có vẻ như là những người khác mà có nhiều tiền hơn bạn đang thắng thế để mua được nhiều bất động sản hơn bạn phải vay thế chấp bằng những tài sản bạn hiện có thường là làm mất một nửa giá trị của chúng và phải trả nhiều tiền lãi tuy nhiên khi tất cả mọi người đã hết sạch bất động sản bạn sẽ có thể lấy được lợi nhuận bởi vì những bất động sản đó giờ là những tài sản cho ra thu nhập bằng cách chơi với chiến thuật đó bạn sẽ luôn chiến thắng những suy nghĩ như thế là thường thấy đối với tư duy của một triệu phú bạn sẽ nhận thấy là người nghèo thì thường nhảy vào thị trường chứng khoán bất động sản hay phong trào kinh doanh khi người giàu thì nhảy ra với lợi nhuận của họ mua bằng giá thấp bán với giá cao, mua khi tất cả mọi người đều đang bán, tận dụng sự sáng tạo của những người khác. Để trở thành một người chăn cừu, hãy làm điều hoàn toàn trái ngược với những gì mà đàn cừu đang làm. Nhớ lại những ngày xưa khi ta gom góp đủ tiền để mua macaroni và phô mai grab trong ghế sofa, cuối cùng tôi đã nói ra, tôi muốn có một cuộc sống khác hơn và bắt đầu khống chế những suy nghĩ nghèo túng của mình. Để trở nên thành công thì tôi cần làm chủ hai suy nghĩ nghèo túng như sau người giàu chắc chắn là có làm điều sai trái họ làm ra tiền quá dễ dàng trong khi điều đó lại rất khó với tôi triệu phú làm những điều họ thích họ thường làm điều đó và bởi vậy nên họ ngày càng giỏi hơn chẳng hạn như là tôi đã luôn thích đứng trên sân khấu thích được biểu diễn và chia sẻ những gì tôi đã được học với những người khác liệu tôi giỏi diễn xuất vì tôi thích việc đó hay tôi thích việc đó bởi tôi giỏi diễn xuất nó không quan trọng chỉ cần mẫu thức chung ở đây đều là sự hứng thú và tôi theo đuổi lời gọi của trái tim mình và đều khiến tôi hạnh phúc tuy nhiên làm việc bạn thích thì không phải lúc nào cũng dễ dàng và thành công thì không chỉ là thành tựu một lần tôi luôn luôn phải tìm ra thêm nhiều thông tin và tri thức hơn để đem lại nhiều điều có giá trị hơn đến khán giả của tôi đừng bán cho tôi bất cứ thứ gì nếu bạn làm thế thì tôi sẽ thua đấy Người nghèo sợ phải đầu tư vào ước mơ của họ. Triệu phú biết rằng càng có nhiều tiền bạc luân chuyển thì càng có nhiều tiền bạc hơn cho mọi người. Sau ngày 11 tháng 9, lần này các nhà chính trị gia lãnh đạo của chúng ta đã đưa ra một lời khuyên đúng đắn cho những người Mỹ đang đau buồn. Nền kinh tế của chúng ta đang gặp nguy hiểm. Nếu bạn muốn hỗ trợ, hãy ra ngoài và mua cho con cái bạn những bộ quần áo đi học bạn đang muốn mua. Ra ngoài và mua chiếc xe mới đó, nâng cấp nhà bạn. Tại sao? Bởi vì khi tiền bạc vẫn được luân chuyển, thì nền kinh tế của chúng ta vẫn ổn. Đó cũng là động lực tương tự cho nền kinh tế của riêng bạn. Để tăng cường nhận thức và sự dự dật tài chính, hãy gieo hạt vào những nơi mà chúng có thể phát triển. Bạn tốt của tôi, nhà đầu tư và tác giả sách bán chạy Robert Kiyosaki, nói rằng bạn nên luôn đầu tư vào những tài sản cho ra lợi nhuận. Những người nghèo túng nghe thế và nói, tôi sẽ chỉ đầu tư vào bất động sản thôi vì nó cho thấy sự hồi báo ngay lập tức. Đó không phải là điều mà Robert đang nói. Một tài sản sinh ra lợi nhuận thì có thể có phạm vi rộng như vũ trụ. Để tôi cho bạn một ví dụ. Một trong những học sinh của tôi, Jerry Arola, có một công ty nước mà anh ấy bán với lợi nhuận cao rồi nghỉ hưu. Kể từ khi ấy, anh ấy phục dịch trong quân đội, anh ấy đã thích lái máy bay trực thăng rồi. Vậy nên anh ấy mua một chiếc, nhanh chóng nâng cấp thành chiếc khác, rồi lại một chiếc khác nữa, cho đến khi vợ anh ấy bảo là đừng mua đồ chơi nữa, anh ấy đang lãng phí tiền bạc của mình đấy. Thay vì bỏ những chiếc trực thăng của mình đi, Jerry, người có một tư duy triệu phú, đã tự nhủ. Tôi sẽ kiếm tiền bằng những món đồ chơi của mình. Giờ anh ấy đã sở hữu cơ sở huấn luyện lá máy bay trực thăng lớn nhất tại tổng bộ thế giới ở Nevada, với nhiều cơ sở ở 15 bang, công ty trực thăng Silver State kiếm được lợi nhuận là 100 triệu đô la một năm. Anh ấy mua những cái anh ấy muốn và biến nó thành tài sản cho ra lợi nhuận. Triều Phú nghĩ rất khác. Chúng tôi mua những thứ chúng tôi muốn và nghĩ cách để dùng nó kiếm tiền. Đó là điều mà tôi đang cố để nhấn mạnh với bạn. Có phải bạn đang níu quá chặt vào các tài sản hiện có của bạn không? Bằng cách tăng cường khả năng mạo hiểm của bạn, bạn sẽ kiếm lại được nhiều hơn vận động viên khúc côn cầu nổi tiếng Quay Reski đã nói theo cách của ông ấy, bạn bỏ lỡ tất cả những cơ hội mà bạn không nắm lấy. Gần đây, tôi đã có hân hạnh được ăn tối với nhà tỷ phú phản nghịch Richard Branson, người sáng lập hãng hàng không Virgin. Đối mặt với quyết định bán hãng hàng không yêu dấu của anh ấy với giá nửa tỷ đô la, anh ấy quay lại bàn đàm phán và đầu cơ vay nợ thêm nhiều tỷ đô nữa để đầu tư vào nhiều công việc kinh doanh khác, bao gồm du hành vào không gian. Hãy tự hỏi bản thân ngay hôm nay, một nhà triệu phú sẽ làm điều gì ngay lúc này? Tốn 2 giờ để cãi nhau về hóa đơn điện thoại, trở nên căng thẳng vì họ không được tăng lương xứng đáng. Không, họ sẽ hỏi sếp của họ rằng, làm sao để tôi có thể hợp tác với ngài? Hoặc tốt hơn là hỏi, làm sao để tôi có thể bắt đầu hay mua cơ sở kinh doanh của riêng mình? Đây là thời điểm để giải phóng con người triệu phú trong bạn. Nhà tỷ phú sẽ làm điều gì? Bản quyền chờ thẩm định bởi Maso Silver dùng với sự đồng ý của tác giả. Phần 2: Nghĩ giàu, cách giải phóng sự thịnh vượng nội tại, học những thói quen triệu phú Maso Silver. Bất động sản sẽ không khiến bạn giàu có, internet không in tiền đâu và thị trường chứng khoán cũng chẳng khiến bạn giàu được bạn mới có thể khiến bạn giàu. Cụ thể hơn, thói quen của bạn khiến bạn giàu. Không có cách nào khác ngoài điều đó. Những thói quen của bạn giúp bạn làm nên hoặc đánh đổ bạn. Bạn sẽ có kỷ luật hoặc sự hối hận. Tất cả những người hạnh phúc, khỏe mạnh và giàu có đều phát triển và làm chủ năm thói quen cá nhân trọng yếu. 1. Sức khỏe tâm linh 2. Sự cân bằng công việc, cuộc sống 3. Quản lý điều ưu tiên 4. Tầm nhìn rộng lớn, 5. Sắp đặt kế hoạch Tôi nhấn mạnh vào hạnh phúc và khỏe mạnh vì một lý do. Tôi sẽ không mơ tưởng đến chuyện dạy bạn cách kiếm tiền mà lại không giúp bạn thiết lập nền móng ổn định mà giúp cho bạn tận hưởng tài sản của bạn. Hãy học và làm chủ những thói quen triệu phu đó và bạn sẽ có thể chuyển những phương tiện xây dựng tài sản đã được mô tả trong cuốn sách này thành vốn liếng của bạn. Nếu bạn không làm được, bạn sẽ phải hối hận về sau và ước là mình đã làm như vậy. Giờ hãy nhìn vào thói quen thành công đầu tiên và nền móng đích thực của tất cả sự giàu sang. một Sức khỏe tâm linh Nếu bạn nghĩ nghèo là rất khó khăn, hãy thử giàu mà không có tâm về tâm linh xem. Sức khỏe tâm linh là hiểu được, cuối cùng thì tất cả tiền trên thế giới này đều sẽ không khiến bạn hạnh phúc. Nếu bạn không thích bản thân mình khi bạn nghèo, bạn chắc chắn cũng sẽ không thích bản thân khi bạn giàu. Thực tế, tiền bạc khiến cho sự cố gắng đó trở nên khó khăn hơn đó là lý do tại sao việc tiền một tư tưởng tâm linh hiệu quả với bạn là rất quan trọng có được sự giàu có mà không có sự bình yên thì cũng chỉ khiến bản thân bạn phải đối mặt với thảm họa trong tương lai mà thôi tiền có thể tạo ra sự đa nghi sự xa cách với những người bạn yêu thương cũng như kích thích và tạo ra thói nghiện sự giàu có cho bạn đủ tiền để nuôi chiều bản thân với những thứ nguy hại như thuốc kích thích rượu bia sự tham lam và còn nhiều điều tồi tệ hơn thay vào đó nếu có kỷ luật tâm linh bạn sẽ có thể làm những điều hiệu quả và làm điều đó hàng ngày để bạn có thể học cách yêu chính mình và có thời gian rảnh để làm những việc tốt không có đúng hay sai chỉ có hậu quả mà thôi sức khỏe tâm linh bắt đầu với hiểu biết rằng kích cỡ tài khoản ngân hàng của bạn không quyết định giá trị của bản thân bạn bằng cách thật sự yêu quý con người thật của bạn có hay không có tiền bạn sẽ ra các phán quyết tốt hơn và không bị xa lầy vào vùng cát lúng của cảm xúc trong quá trình xây dựng một doanh nghiệp thành công thì rất bình thường khi gặp phải những trắc trở, sẽ có những khó khăn phát sinh, điều đó là nhất định rồi. Bằng cách khỏe mạnh về mặt tâm linh, bạn sẽ ổn thỏa trong danh tính của bạn và sẵn sàng hơn để nhận những điều mạo hiểm đã được tính toán, mà là nền móng của việc kiếm tiền. Sức khỏe tâm linh giúp tâm trí bạn minh mẫn và vui vẻ mà không phải lo lắng về tương lai. Nó cũng cho ta một nền tảng đạo đức mạnh mẽ để hưởng thụ sự giàu có. Bạn có từng thắc mắc là tại sao người giàu lại càng giàu không? Bởi vì họ có tâm hồn biết ơn, họ cảm thấy biết ơn vì những gì họ có. Tâm hồn biết ơn này giúp họ tìm thấy những điều có hiệu quả trong ngày. Chúng ta luôn tìm thấy được những điều mà ta đi tìm, điều ta tập trung vào để mở rộng. Tư duy này giúp bạn liên tục đối phó với những điều phát sinh và thấy rằng nó không chỉ hữu ích thôi mà còn là hoàn hảo. 2. Sự cân bằng công việc, cuộc sống tôi không ý định dạy bạn cách tạo ra tài sản mà không dạy bạn cách xây dựng sự cân bằng trước. vì mà không có sự cân bằng là con đường chắc chắn nhất trượt thẳng xuống con dốc trên trượt đến địa ngục trần gian. bạn cần phải cấu tạo và duy trì sự cân bằng tinh thần, vật chất, liên hệ và tài chính. khi những vấn đề ưu tiên của bạn đang ổn định, sự giàu có sẽ sẵn sàng và dễ dàng đến với bạn. bạn sẽ hạnh phúc và làm việc hiệu quả hơn nhiều. hãy chú ý đến thứ tự tôi liệt kê chúng: tinh thần, vật chất liên hệ và tài chính. Phần lớn mọi người lại muốn chúng theo thứ tự ngược lại, sự cân bằng bắt đầu với sức khỏe tinh thần tốt. Nếu không thì trận chiến để tạo ra tài sản sẽ gần như là không có khả năng thắng lợi. Việc quan tâm đến chế độ dinh dưỡng tinh thần của bạn quyết định khả năng thành công của bạn, cũng như những món ăn vặt khiến cơ thể của bạn bơ phờ, cho tâm trí của bạn đồ ăn vặt thì cũng sẽ khiến nó trở nên bơ phờ. Các nhà triệu phú và doanh nhân thành đạt hết sức chú ý đến những điều mà họ đọc. Hầu hết bọn họ đều đọc và nghiên cứu tiểu sử của những người đã thành công trước họ và tránh việc đọc báo mỗi ngày, vì phần lớn tin tức đều mang tính giật gân và đầy những tin đồn nhảm. Hãy tập trung đọc những nội dung mà tích cực, nâng cao tinh thần và dạy cho bạn điều gì đó hữu ích. Bởi vì suy nghĩ của bạn cấu thành các cảm xúc của bạn, khống chế suy nghĩ của bạn một cách vô thức, giúp bạn phản hồi thay vì phản ứng thay vào đó nhu cầu của bạn giờ thành điều bạn muốn điều này cho phép bạn làm những gì mà hiệu quả nhất thay vì phản ứng bởi vì bạn nghĩ là quyền lợi của bạn đã bị xâm phạm có quyền lợi thì có nghĩa là bạn có thể bị tổn hại trong thế giới kiếm tiền thường là bạn sẽ bị xúc phạm bởi vì những con chó săn khác cũng đang tìm kiếm bữa tiệc của chúng hãy chấp nhận sự thật rằng kinh doanh là không hề công bằng một khi bạn đã chấp nhận điều đó bạn sẽ không phải trải nghiệm những cảm xúc mạnh mà bạn có từ việc cảm thấy ai đó đang lợi dụng bạn bạn sẽ chỉ đơn giản là học được một bài học và tiếp tục tiến về trước cân bằng nghĩa là bạn hiểu được rằng thời gian bạn dành cho gia đình thời gian để bạn đóng góp cho cộng đồng và thời gian dành cho sức mạnh cao hơn của bạn đều là thiết yếu không chỉ là với việc cấu thành tài sản mà còn là sự thỏa mãn tôi đi rất nhiều nơi và nhận ra được rằng tài sản quý giá nhất mà tôi có là thời gian của tôi không chỉ bởi quan hệ với việc cho ra lợi nhuận mà bởi vì nó còn tính vào thời gian mà tôi có thể dành để phấn đấu duy trì sự cân bằng bởi các lý do đó tôi đã từ bỏ các chuyến bay thương mại từ rất lâu về trước ở bất cứ chuyến đi nào, tôi cũng phải mất 3 tiếng rưỡi để đến một sân bay thương mại. Thay vì một trong những sân bay nội địa 5.000 mà thường là chỉ cách bất cứ hộ gia đình nào có 15 phút thôi. Tôi phải đổ xe của mình, xếp hàng với cả trăm người hay thậm chí là cả ngàn hành khách khác, đi qua bảo an, đến cổng và rồi cầu nguyện rằng chuyến bay của tôi sẽ đến đúng giờ. Một khi tôi đã xuống máy bay, tôi còn phải chờ hành lý của mình, cái mà đôi khi bị chậm trễ mất 45 đến 60 phút trước khi tôi có thể đi tới điểm đến cuối cùng của tôi và cuối cùng tôi lại phải lặp lại quá trình này trên đường về, tốn thêm 7 tiếng mỗi lần tôi di chuyển. Bằng cách bay bằng máy bay riêng, giờ thì tôi lái xe trong 7 phút đến sân bay gần nhất. Tôi lái xe đến tận chỗ máy bay phản lực của tôi, phi công của tôi lấy hành lý ra khỏi cốp xe và tôi lên máy bay. Chiếc bàn xếp của tôi được gặp xuống khi có cánh và hạ cánh, chỉ bởi vì tôi thích thế thôi. Tôi được phục vụ thức uống ưa thích của tôi và tôi đã ở trên không và trên đường đến điểm đến của tôi chỉ sau 15 phút kể từ lúc rời nhà. Khi hạ cánh, tôi lặp lại quá trình này. Nếu tôi chỉ đi xa hai lần một tuần thì tôi đã bổ sung được 14 giờ vào khả năng duy trì sự cân bằng và tăng cường năng suất của tôi. Bạn có thể tưởng tượng là bạn có thể gây cảm hứng nhiều hơn thế nào khi bạn không phải chịu đựng sự lo âu từ những chuyến đi trên phương tiện thương mại. Làm chủ thói quen tiếp theo đây giúp tôi tăng cường cân bằng công việc, cuộc sống. 3. Quản lý điều ưu tiên Nếu bạn cứ luôn làm việc mà không tiến tới được, bạn đang hoàn thành sai việc trước. Triệu phú giải quyết trước nhất những điều mà tôi gọi là danh sách những điều tồi tệ nhất cần giải quyết đầu tiên. Đó là những công việc mà người bình thường hay trì hoãn, mà chớ trêu thay lại là những điều cần hoàn thiện trước nhất. Hãy nhớ là triệu phú kiếm được 1 triệu đô la một năm một cách vui vẻ. Người nghèo túng, những người kiếm được dưới 1 triệu đô la một năm, luôn luôn bận biệu làm những việc bận rộn nhưng không bao giờ có được thành tựu nào có giá trị cả. Đừng nhầm lẫn giữa hành động và thành tựu. Tôi dạy những học sinh trong chương trình cố vấn triệu phú của tôi cách để kiểm soát những vấn đề ưu tiên của họ, quản lý điều ưu tiên dạy cho bạn cách duy trì sự cân bằng trong cuộc sống của bạn để bạn không gây nguy hại cho sức khỏe hay các mối quan hệ của bạn bạn không thể kiểm soát hay thậm chí điều khiển thời gian bạn chỉ có thể chế ngự những gì là quan trọng nhất đó là những vấn đề cần ưu tiên của bạn tôi bảo các học sinh của tôi là hãy lên kế hoạch cho cả ngày để có năng suất tối đa để hoàn thành những vấn đề ưu tiên quan trọng nhất của họ trước nếu họ hết thời gian vào cuối ngày thì những việc ưu tiên bị trì hoãn sẽ là những việc ít quan trọng nhất quản lý điều ưu tiên cũng là chìa khóa để mở lối suy nghĩ sáng tạo ra của cải trái ngược với những gì có vài người có thể nghĩ sự sáng tạo không diễn ra trong một sự bùng nổ cảm hứng đột ngột đó là một quá trình có kỷ luật mà đạt được thành quả bằng cách tập trung vào một kết quả cụ thể nào đó những người sáng tạo những người mà trở thành người giàu có hoàn thành được nhiều việc trong thời gian ngắn hơn vì họ quản lý thời gian một cách hiệu quả theo kế hoạch họ tập trung thời gian của họ để tạo ra những thứ mới mẻ và cách tân tôi nói dựa vào chính những trải nghiệm của tôi những suy nghĩ sáng tạo của tôi là tốt nhất sau khi tôi vừa mới vận động xong mức độ endorphin của tôi cao sự tự tin của tôi tăng lên bởi vì tôi vừa mới làm một điều tốt cho bản thân mình Do đó, sau khi tập thể dục buổi sáng, tôi đặt lịch một giờ để tập trung vào sự sáng tạo của tôi. Tôi tắt di động, email và phần mềm nhắn tin tức thời của mình đi và nói với những người làm gián đoạn rằng tôi đang làm một đề án sáng tạo và sẽ quay lại với họ sau một giờ nữa. Hãy thử làm điều này trong 21 ngày và xem điều gì sẽ xảy ra. 4. Tầm nhìn rộng lớn Hãy làm điều bạn thích và tiền cũng sẽ nối tiếp theo sau tập trung vào việc là người giỏi nhất ở lĩnh vực nào đó và sẽ luôn có một thị trường cho sản phẩm và dịch vụ của bạn bài học này sẽ giúp bạn nhìn thấu qua những thách thức và nghĩ lớn kế hoạch nhỏ tương đương động lực nhỏ những người tạo ra của cải cũng giống như bạn thôi trừ một điều duy nhất họ có tầm nhìn rõ ràng hơn và họ hứng thú hơn với tương lai của họ napoleon hill trong tác phẩm học thuật của ông ấy nghĩ giàu làm giàu định nghĩa mục tiêu biết trước kết quả cuối cùng của bạn là gì thấy được sự hoàn thiện thành công của các mục tiêu của bạn và tự tin về sự hoàn thiện thành công của nó. Bằng cách thấy an tâm về điều bạn đang làm và nơi bạn đang đến, nhưng thử thách và hoạn nạn chắc chắn sẽ xảy ra trên đường trở nên dễ kiểm soát hơn và thậm chí là thú vị. Thuyết tương đối không được tạo thành ở trên một chiếc bản đen. Nó được đưa ra khi Albert Einstein tưởng tượng rằng ông đang ở phần đầu tia sáng du hành trong không gian. White Disney tạo ra thuật ngữ Imagineering, kết hợp từ từ tưởng tượng Imagine và kỹ sư Engineer để mô tả việc xây dựng lên giấc mơ của ông ấy. Một nhà phát triển thành công thì không chỉ nhìn vào một khu đất chưa phát triển mà chỉ thấy buồn không thôi. Ông ấy thấy một tòa nhà xinh đẹp và sự phát triển và những người đang tham dự một cuộc chiến đấu giá để có vinh hạnh được sở hữu một phần trong đó. Tầm nhìn rộng lớn là khả năng nhìn thấy những điều gì đó trước khi chúng diễn ra triệu phú hầu như lúc nào cũng nói chuyện theo thì hiện đại họ nói về các đề án như thể là chúng đã được hoàn thành rồi vậy bởi vì trong tâm trí họ chúng đã hoàn thành tôi gọi quá trình hình chiếu này là sự cường điệu kinh doanh người doanh nhân không hề nói dối mà họ thật sự tin với tất cả trái tim và tâm hồn của mình rằng sắp đặt để làm đã hoàn thành Họ chỉ đang làm điều mà là nền móng của những điều vĩ đại. Họ đang hình chiếu về phía trước. Cho tôi thấy ai đó biết anh ấy hay cô ấy đang đi tới đâu và tôi chắc với bạn là tất cả mọi người sẽ đều muốn đi cùng. 5. Sắp đặt kế hoạch Đâu là điều khác biệt giữa những người mà ước mơ của họ vẫn chỉ là ước mơ và những người đã hoàn thành mọi việc, kế hoạch. Tôi dạy những người tham gia hội nghị chuyên đề của tôi là phải bỏ từ mục tiêu ra khỏi từ điển của họ vì chiếc máy tính tiềm thức của bạn tâm trí bạn sẽ chỉ cho ra chính xác những gì mà bạn bảo nó cho ra hướng đến mục tiêu là rất khác so với việc thực hiện một kế hoạch bạn không cần phải biết từng bước một để mà có thể bắt đầu bất cứ điều gì bạn đang mường tượng ra ngay bây giờ bất cứ điều gì mà bạn khao khát vào lúc này bạn đã có một vài yếu tố của nó trong tay hãy đi bước đầu tiên và bước tiếp theo sẽ hiện lên rõ ràng thôi hãy đưa tầm nhìn của bạn lên giấy lấy một cái bút với một tờ giấy và mô tả một ngày làm việc hoàn hảo của bạn từ lúc bạn thức dậy cho đến khi bạn chuẩn bị đi ngủ bạn giao tiếp với những ai ai ở trong đội của bạn bạn làm ra được bao nhiêu tiền từ những hoạt động của bạn bạn đã có những thú vui tuyệt vời nào bằng cách làm điều đó bạn đã đi bước đầu tiên trên con đường biến những hình ảnh trong tâm trí đó thành hiện thực một khi bạn đã làm điều đó bạn có thể bắt đầu chuyển nó từ tổng quát đến cụ thể thành những bước có thể thực hiện dưới đây là các yếu tố cơ bản của việc sắp đặt kế hoạch kế hoạch lớn những kế hoạch nhỏ thì không đem lại cảm hứng được những kế hoạch lớn khiến bạn vô cùng nhiệt tình phần lớn mọi người đều chơi một trò chơi nhỏ và nó cho ra những thành quả nhỏ john rockefeller đã nói chơi với tiền xu bạn làm ra tiền xu chơi với đô la bạn kiếm được đô la tình huống tệ hại nhất là bạn chỉ hoàn thành được một phần kế hoạch của bạn. Bạn muốn trở thành một tỷ phú nhưng thay vì đó, bạn lại chỉ có thể trở thành một triệu phú mà thôi, thật tội nghiệp. Chuyển từ tổng quát đến cụ thể, những bước nhỏ có thể nuốt được, dù tất cả chúng đều chưa thể làm được ngay lúc này, nhưng một số chúng thì có. Một cuộc hành quân ổn định và chắc chắn thẳng về phía kế hoạch của bạn sẽ khiến bạn đi xa hơn bạn nghĩ đấy. Và một thời điểm nào đó thì khối lượng tới hạn lại xâm chiếm và tất cả những điều bạn đã làm bắt đầu tổng hợp lại với nhau. Nhìn vào bức tranh tổng thể của tất cả mọi thứ có thể là không ác được. Vậy nên khi bạn cảm thấy một nhiệm vụ là quá lớn, hãy hỏi bản thân bạn câu hỏi này. Giá nó gần chỗ bạn làm việc để bạn có thể nhắc đến nó mỗi khi bạn cảm thấy bị mắc kẹt. Điều gì mạnh mẽ, năng suất, tích cực và dẫn tôi đến mục tiêu mà tôi đang muốn hoàn thành, hãy làm điều đó ngay hạn ngạch hành động với sản xuất. Khi mà một trò chơi nào đó bắt đầu, chuẩn bị để bạn có thể thắng là điều quan trọng. Liệt kê những điều bạn đã làm thay vì những điều bạn sẽ đạt được. Gọi cho 10 khách hàng tiềm năng trong một giờ là một ngạch hành động. Hoàn thành 3 đợt khuyến mãi mới là một ngạch năng suất. Bạn không cần phải giảm 10 cân, bạn chỉ cần đi tập gym mỗi ngày là được. Chớp béo sẽ biến mất khi bạn hành động, hành động liên tục mạnh mẽ, có năng suất trong thời điểm hiện tại sẽ luôn đưa bạn đến gần hơn với những gì bạn muốn. Thay đổi bản thân, điều gì đang ngăn cản bạn khiến bạn không thể có được thứ bạn muốn. Bạn là ai luôn quyết định điều bạn có, có điều gì đó về bạn và điều gì đó mà bạn vẫn luôn luôn làm đã khiến bạn không thể sống cuộc sống bạn xứng đáng có. Thói quen cá nhân nào đang chắn lối bạn, sự trì hoãn, sự bằng lòng, sự kiêu hãnh, cái tôi, hãy làm một bài tóm tắt cá nhân và lập một kế hoạch để thay đổi nếu bạn không thể nghĩ được ra điều này có nghĩa là gì thì nghĩa là bạn đang không dám chấp nhận sự thật đấy những triệu phú và tỷ phú thật sự làm việc có hiệu quả có thể dễ dàng nói với bạn họ cần thay đổi điều gì về chính họ để làm việc được hiệu quả hơn đó được gọi là biết nhận thức bản thân hãy tự biết nhận thức chính mình và tất cả sự thay đổi sẽ đều trở nên rõ ràng thôi hãy đọc kế hoạch của bạn mỗi ngày biến nó thành một sự ám ảnh để các ảnh, tranh vẽ và giấy nhớ ở khắp mọi nơi bạn nhìn đến để bạn có thể đạt thành điều mà bạn lập kế hoạch để thực hiện, thành công. Hãy nếm nó, thấy nó, cảm nhận được nó, hãy để nó trở thành thực tại của bạn trước cả khi thế giới nhận ra rằng điều đó là có thể xảy ra. Bắt đầu hành động như thế là nó đã thành sự thật rồi mà bạn sẽ thu hút được những người bạn cần để hoàn thành nó triệu phú và tỷ phú luôn luôn cho tâm trí của họ ăn những thông tin có lợi cũng như bất cứ cơ bắp nào tâm trí cũng cần hoạt động không thì nó sẽ chết đọc là một cách để kích thích cơ bắp tâm trí của bạn bởi vì nó yêu cầu bạn phải chủ động chứ không được thụ động đọc sách mỗi ngày cũng có thể cải thiện cách bạn giao tiếp không chỉ là vốn từ vựng của bạn sẽ tăng cường, mà những cuốn tiểu sử về những người thành công mà bạn đọc sẽ cho bạn biết rằng họ trở nên giàu có một phần là nhờ vào khả năng giao tiếp của họ. Những doanh nhân vĩ đại như Richard Branson hay Mark Cuban hay bất cứ triệu phú hay tỷ phú nào khác cũng là những người có khả năng giao tiếp tuyệt vời. Người giàu nhất thế giới Bill Gates là giàu nhất bởi khả năng tuyệt vời để truyền đạt ý tưởng, sự sáng tạo và động lực của ông ấy cho những người khác để tạo cảm hứng cho họ làm người tốt hơn là họ đã nghĩ họ có thể. Giao tiếp tương đương sự giàu có. Chất lượng của đời ta là chất lượng của sự giao tiếp của ta, cả với chính ta và với thế giới bên ngoài. Tôi xem sự giao tiếp với chính bản thân ta là sự lập trình. Đó là 1.500 từ mỗi phút chạy qua não bộ ta, nói cho ta biết ta là ai hay không là ai, ta có thể trở thành hay không trở thành người thế nào cái ta có thể làm hay không thể làm và điều ta có thể có hay không thể có giao tiếp với thế giới bên ngoài được gọi là tác động tác động không phải là khả năng để khiến ai đó nói có với điều mà bạn đề nghị tác động đích thực là khả năng thuyết phục người khác yêu cầu bạn điều mà bạn đang bán và khiến cho họ tin rằng đó là ý của họ tôi đã kiếm hàng triệu đô la để giúp những người khác có được điều mà họ muốn thách thức ở đây là Phần lớn mọi người đều chẳng biết là họ muốn gì cho đến khi bạn nói với họ. Tôi gọi quá trình tác động đến những người khác để họ hỏi mua cái mà bạn đang bán là phương trình thuyết phục. Có 5 bước. Bước 1. Dành được sự hài hòa và niềm tin, chúng ta sẽ không mua bất cứ điều gì, dù chúng có giá như thế nào đi chăng nữa, từ những người ta không tin. Bước 2. Suy ra kết quả của người mua Công việc của bạn như một chuyên gia gây tác động là khiến cho những gì bạn đang bán trông như thể là thứ mà người khác đang muốn có. Bước 3. Cho người mua một phương hướng để hành động theo các bước cần thiết để có cái họ muốn. Người khác thì cần có sự đồng ý và họ muốn được phê chuẩn để bắt đầu những hành động sẽ cho họ cái mà họ đang tìm kiếm. Bước 4. Nếu họ kháng cự thì hãy cho họ biết nhiều thông tin hơn. Lý do duy nhất mà ai đó nói không với một phương hướng là bởi vì họ sợ sự mất mát, tác động là đùa nghịch với sự kháng cự của người mua và biết rằng tất cả đều là một phần của quá trình. Trung bình, người ta nói không 5 lần trước khi nói có. Bước 5, một lần nữa hãy chỉ ra phương hướng để hành động. Lặp lại bước 4 và 5 cho đến khi bạn đạt đến kết quả tác động đến bên còn lại. Để là một người truyền đạt hiệu quả cả về đối nội và đối ngoại thì cần phải luyện tập. Đó là bộ kỹ năng để học và không diễn ra một cách tự nhiên được. Để biết nhiều thông tin hơn, tôi đề nghị bạn đọc cuốn sách hay nhất viết về vấn đề này. Sự say mê, lợi ích, quyền lực. Tác giả Simon và Skilter năm 1995. Đó là một ngày vinh quang cho những kẻ ngu ngốc khi mà sự khiêm tốn lại thành một đức hạnh. Bạn có đồng ý không? Giờ bạn đang phải đối mặt với quyết định để tiến về trước hay kẹt lại ở nơi bạn đang đứng. Trong bộ phim Nhà tù Shawshank, Andy Dufy nói, sống bận rộn hay bận rộn chết dần. Vậy bạn sẽ làm điều gì? Hãy có một điều cần làm ngay hôm nay để áp dụng và làm chủ những thói quen của người giàu được mô tả trong chương này và bạn sẽ sẵn sàng để sử dụng chiến thuật làm giàu mà các đồng sự của tôi đã chia sẻ khắp cuốn sách này sự thật là bạn không bao giờ cảm thấy thoải mái khi là kẻ nghèo túng đó không phải là trạng thái tự nhiên của bạn bạn là một triệu phú tiền có thể là vẫn chưa được gửi vào tài khoản ngân hàng của bạn nhưng bạn vẫn là người như vậy đừng chờ đợi sự chấp thuận của thế giới biết được điều đó là tâm hồn bạn dù đó là một chiếc xe ngôi nhà hay lối sống tốt hơn một cuộc sống một khi đã mở rộng thì sẽ không co lại một khi bạn đã quen với việc sống một cách hiệu quả hơn, quyền lực hơn và sôi nổi hơn, tôi chắc là bạn sẽ không bao giờ quay lại cuộc sống cũ của mình đâu. Thực tế, bạn sẽ cười và hỏi, sao tôi lại chờ lâu thế mới làm cơ chứ? Đây là để ngó ra ngoài cửa sổ chiếc máy bay phản lực tư nhân của tôi và thấy bạn vẫy tay chào lại từ cửa sổ bên máy bay của bạn. Một khi một chi phí được mở rộng của Marshall Silver đang chờ thẩm duyệt bản quyền dùng với sự đồng ý của tác giả. Bất cứ ai muốn dùng vào việc khác, hãy truy cập vào silver.com. Swami Ramananda Maharaj. Nếu bạn nghĩ là sự giàu có và tâm linh thì không thể trộn lẫn với nhau được, hãy gặp Swami Ramananda Maharaj. Ông ấy sống cùng khu phố với tôi. Ông ấy biết những người giàu có nhất thế giới, cả về mặt cá nhân cũng như theo danh tiếng ông ấy đã được bay bằng những máy bay phản lực tư nhân của hoàng gia luân đôn và là cố vấn về mặt tâm linh cho một số những người quyền lực nhất trên thế giới ông ấy có thể nói là được bơi trong đống tiền nhưng theo phong cách đích thực của swami ông ấy dùng số tiền đó để giúp đỡ trẻ mồ côi ở ấn độ và những người khác đang cần giúp đỡ tôi đã nhờ ông ấy chia sẻ sự hiểu biết của mình sau đây là những lời ông ấy đã nói khi tôi làm việc với những người như Elton John chia better muller tại khu trung tâm yên tĩnh ở điện Casa, nơi tôi là người điều hành tôi luôn luôn nói chuyện với những người khác về việc khiến cuộc sống của họ luôn bền vững tôi nghĩ là khi các bạn nhìn vào của cải từ góc nhìn của chúng tôi bạn thật sự phải chấp nhận ý tưởng này rằng tất cả mọi thứ chảy vào trong ta là một nữ thần và nàng cần phải được tôn trọng khi bạn nhìn vào nó từ góc nhìn đó nó thay đổi phương thức của bạn xử lý chuyện tiền bạc nó thay đổi cách nhìn của bạn về sự thịnh vượng và bạn bắt đầu nhìn cuộc sống của bạn bằng quan điểm về sự ổn định tôi nghĩ đó là lý do vì sao mà truyền thống hindu bao quát khái niệm này rằng thịnh vượng là tốt bền vững là tốt nhiều người đã đến gặp tôi để hỏi cách làm sao mà họ có thể cải thiện cuộc sống của mình cách để họ có thể đem sự thịnh vượng vào cuộc sống của mình cách họ có thể tạo ra một hoàn cảnh bền vững hơn trong cuộc sống của bản thân họ. Đầu tiên, ta hãy bắt đầu với tâm trí, bằng yoga, bằng thiền định, với một thái độ tinh thần tích cực hơn. Khi bạn tỉnh giấc mỗi ngày, đừng bật lên kênh CNN lên, đừng lướt Facebook và cũng đừng chạy thẳng đến các cửa hàng Starbucks. Điều đầu tiên bạn làm là bài tập giãn cơ. Bạn bắt đầu hít thở và bạn đưa bản thân vào một trạng thái tâm lý tích cực để dễ lĩnh hội khi bạn đã dễ lĩnh hội rồi thì bạn có thể hỏi về sự thịnh vượng bạn có thể áp dụng phong thủy lên nhà bạn để tạo ra sự thịnh vượng bạn biết đấy tôi đã làm việc cùng với nhiều người bị trượt dốc trong thất bại một vài người hoàn toàn mất đi tài sản của họ và chúng tôi bắt đầu lại từ đầu chúng tôi bắt đầu nhìn vào nơi họ sống chúng tôi bắt đầu nhìn vào lối sống của họ tôi bắt đầu nhìn vào trạng thái tâm lý của họ và tất cả mọi thứ bắt đầu thay đổi Vậy nên với tôi thì được thấy những thành công đó thật là tuyệt vời. Tôi biết một vài người mà tình hình kinh doanh của công ty họ sắp chạm đáy và chúng tôi cùng tạo nên sự thay đổi và đem đến năng lượng tích cực. Và rồi những người đó sau lại báo cáo lại với tôi là họ kiếm được 25 triệu trong 2 tuần. Với họ, đó như một phép màu những người đó đang tạo ra một khối lượng tài sản ghê gớm và những của cải đó được đầu tư vào bệnh viện, trại trẻ mồ côi và giáo dục để nâng một nhóm người lên tầng cao hơn. Vậy nên việc dạy cho những người đó cách dùng năng lượng prana, sinh lực là hết sức quan trọng. Tôi rất thích thú bởi vì đó là phương pháp mà tôi cảm thấy là có thể giúp tôi làm việc với mọi người và chia sẻ tất cả các tri thức, nghiên cứu và thông tin góp nhặt được trong nhiều năm ở Ấn Độ, Trung Quốc Thái Lan, Sri Lanka, khắp nơi quanh thế giới. Tôi đã dành cả khoảng thời gian 50 năm về trước hay gì đó sống hoàn toàn ở trên đường và học hỏi từ bất cứ bậc thầy nào sẵn sàng gặp tôi. Đó là về việc khiến cuộc sống của ta giàu có hơn, bền vững hơn, tâm linh hơn, bạn biết đấy. Đó là bằng cách tâm linh hóa của cải của bạn, cũng như là sức khỏe của bạn. Khi bạn làm quen với một số người mà bạn thấy được thật sự ở đỉnh chóp, những người siêu giàu, Tôi đã làm việc với họ trong nhiều chương trình từ thiện. Tôi đã ở trong ban giám đốc của nhiều tổ chức từ thiện khác nhau, từ các trường học cho trẻ điếc và trẻ mù. Chỉ riêng ở Ấn Độ, tôi đã có 1.200 trẻ mồ côi mà tôi làm việc mỗi ngày với những người giàu. Đó là những người đến và hỗ trợ tôi. Trái tim của họ thấu hiểu điều mà tôi đang cố gắng làm và họ cảm thấy là họ có tiền và số tiền đó đã được Chúa ban cho họ để làm những điều tốt. Vậy nên tôi cho rằng cái ý nghĩ là tất cả những người giàu đều là người xấu hay tất cả những người giàu đều ích kỷ là hơi bị vớ vẩn. Bởi vì nếu bạn thật sự tin vào điều đó thì sẽ không có tiền cho những việc từ thiện lớn của ta, cũng như không có tiền cho các chương trình học bổng. Những điều đó đều đến từ những người giàu. Rất nhiều các hội trường lớn được xây dựng để cho việc tụ tập ở nơi công cộng của chúng ta, như phòng nhạc giao hưởng, opera, ballet, tất cả đều được xây dựng cho sự phong phú của chúng ta. Vậy nên bạn phải nhìn vào của cải như một cơ hội. Cơ hội đó đột ngột được giao cho bạn, để bạn làm tất cả những điều mà bạn đã mơ về trong cuộc sống của bạn, và không chỉ cho bạn mà còn cho gia đình bạn và những người khác nữa. Sự tình vượng là cơ hội và sức mạnh và tự tin rằng bạn có thể cụ hiện hóa tiền bạc thành tất cả những điều bạn muốn nó trở thành. Để tình vượng đến được với nhà bạn, cô ấy cần phải được mời đến. Tất cả mọi thứ trong nhà bạn phải được để ở nơi tích hợp theo phong thủy, thuật phát tu và thái độ của bạn cũng phải đúng mực những ceo thành đạt giàu có những người lãnh đạo các tổ chức đó họ đều biết rằng tất cả đều là về năng lượng và cách bạn có thể giữ cho năng lượng tích cực có một lời mà tôi đã từng cầu nguyện khi còn ở ấn độ khi ấy tôi đã ở trong một tu viện tôi đã cạo đầu trong những màn đầu tiên trở thành con người tôi hôm nay tôi nhớ là tôi đã quỳ xuống và nói với chúa rằng tất cả những gì là bản thân con và tất cả những gì mà con có là cho người và cho những công việc của Ngài trên trái đất. Và ngay khi tôi thốt ra lời cầu nguyện đó, tiền bắt đầu đến với tôi như thể thác đổ vậy. Tôi đã là một triệu phú khi tôi 35 tuổi và tôi xem đó là một cơ hội vàng để ra ngoài và để cho đi, cho đi và cho đi. Khi bạn chia tay thế giới này, sẽ có cái gì trong tài khoản ngân hàng tâm linh của bạn? Tài khoản ngân hàng tâm linh của bạn là tất cả những gì bạn đã cho đi, nhưng bạn lại không thể cho đi bất kỳ điều gì nếu như mà bạn không có gì vậy nên bạn phải chào đón sự bền vững và giàu có vào trong cuộc đời bạn để bạn có thể tạo ra sự khác biệt trên thế giới này đó là chìa khóa quan trọng để tôi có thể sống một cuộc đời khỏe mạnh thành công hạnh phúc giàu có một cách trọn vẹn trên trái đất này tất cả chúng ta đều là những người được ủy thác đối với của cải ta có thật sự sở hữu bất cứ điều gì trên thế giới này không chúng ta đi vào đời trần trụi và cũng sẽ rời bỏ thế giới này trần trụi như thế mà thôi bạn không thể đem nó theo cùng bạn. Hãy nhìn vào các pharaoh Ai Cập vĩ đại và đống vàng họ được chung cùng. Chẳng còn gì ở lại đó nữa. Tất cả đều đã bị lấy đi. Chẳng có cách nào bạn có thể giữ lại bất cứ thứ gì trên thế giới này. Nhưng hãy để chúng đi qua bạn và là một người quản gia tốt cho những gì bạn được cho trong khi bạn vẫn còn giữ nó. Đó là chìa khóa để tạo nên sự khác biệt. Bạn phải tạo ra được một sự khác biệt trong cuộc sống của bạn trước khi bạn tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của những người khác. Vậy nên, tự chăm sóc bản thân mình thật tốt là rất quan trọng. Bạn không phải luyện tập cách phủ nhận sự thật nào đó. Tôi nghĩ điều quan trọng là ta nên chào đón sự giàu có vào nhà ta, làm điều gì đó thật tốt cho bản thân bạn và gia đình bạn và làm điều gì đó tuyệt vời cho những người khác. Bạn biết đấy, đó mới là sự cân bằng thật sự của cuộc sống. Namaste. Swami Ramananda Maharaj, tác giả hạnh phúc ngay hiện tại và từ Ấn Độ với tất cả yêu thương. Richard Helfrich Khi tôi gặp Richard vào năm 1989, anh ấy đã làm chủ một công ty điện ảnh và đã dành 5 năm để phục hồi trái tim của mình để tránh phải làm phẫu thuật thay tim. Anh ấy sở hữu nhiều biệt thự ở Hollywood, Hawaii, Palm Springs và có thể là vài căn nữa mà tôi cũng chưa biết đến. Khi anh ấy ra khỏi nhà, anh ấy phải nghĩ xem là nên đi bằng chiếc xe Rolls Mercedes, Porsche hay chiếc Ferrari. Thế mà cho dù là vậy, anh ấy vẫn là người hết sức tâm linh và tôn trọng mọi sự sống. Giống như tôi, cuộc truy tìm chân lý và sức khỏe đích thực của anh ấy đã dẫn anh ấy đến việc rời bỏ Hollywood và đơn giản hóa cuộc sống của mình xuống chỉ còn những điều quan trọng. Giờ anh ấy là cố vấn sức khỏe cho những người nổi tiếng nhất mà bạn có thể tưởng tượng. Chúng tôi đã là bạn tốt của nhau trong gần 25 năm đến nay và khi tôi nhờ anh ấy chia sẻ bí mật để viết vào cuốn sách này, anh ấy đang trên một chuyến bay đến Argentina. Anh ấy gửi cho tôi tin nhắn sau đây qua email. Học tập y học đã trở thành tình yêu và đam mê của tôi và sau khi gặp Marcus, tôi đã quyết định hoàn toàn rời khỏi ngành giải trí và tập trung vào y dược tự nhiên. Sau khi đã dành 10 năm làm việc trong ngành này với các bộ phim của Steven Spielberg và của nhiều người khác, đó là một bước nhảy vọt của niềm tin để xem một nghề nghiệp có thể được rèn đúc từ những điều tôi học được để tự cứu mạng mình không đã đạt được thành công trong ngành giải trí trong nhiều năm tôi đã đưa ra lời khuyên khi người ta hỏi là thành công đến từ việc đặt một cái chân lên trước một cái chân khác và hướng tới một mục tiêu mà không quá tập trung vào việc bạn sẽ đến đó bằng cách nào tôi đang áp dụng lời khuyên đó cho chính tôi và không quan tâm là tôi có kiếm được xu nào không bởi vì giờ tôi sẽ chỉ làm những điều mình thích mà thôi Dựa vào lời trích dẫn nổi tiếng của Đô Đốc Bridge khi được hỏi rằng ông ấy đã bắt đầu trở thành người đầu tiên khám phá Nam Cực như thế nào. Đó là chỉ khi anh ta hoàn toàn tận tâm thì tất cả các tài nguyên vật chất mà anh ấy chưa từng có thể tưởng tượng mới bắt đầu cụ hiện hóa. Vậy nên là tôi bắt đầu chống trả tất cả những gì đến tấn công tôi, ung thư, virus, bệnh tự miễn thái độ của tôi là hãy tìm hiểu nó và sau khi phục hồi trái tim của tôi thì tôi cảm thấy là chẳng có điều gì mà cơ thể lại không thể chữa trị được không có nước tự hủy nào trong cơ thể đâu tôi đã rất may mắn khi có nhiều người đặt niềm tin vào tôi về sức khỏe của họ và đã được chứng kiến trong nhiều năm nhiều những câu chuyện thành công từ nhiều người có can đảm đấu tranh cho cuộc sống của họ và không chấp nhận là một nạn nhân nghĩ rằng các căn bệnh của họ là do vấn đề thiếu sót dược phẩm Tôi cũng đã có vinh hạnh được làm việc với những người như công nương Diana, người đã khuyến khích tôi viết cuốn sách đầu tiên của tôi và hỗ trợ với việc xuất bản, mở cửa cho tôi viết thêm ba cuốn sách nữa về tất cả mọi chủ đề, từ việc cơ thể vận hành thế nào đến ta cần phải làm điều gì để có một hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả. Tôi đã làm việc với nhiều ngôi sao, các vua công nghiệp và những người nổi tiếng khác. Có một đặc tính mà tôi luôn tìm kiếm khi làm việc với ai đó. Họ có can đảm để đấu tranh cho cuộc sống của mình không và có đủ sự tự chủ để thấy nó hoàn thiện hay không? Có thể được làm việc với mọi người quanh thế giới, du hành và tự trải nghiệm trực tiếp ý thức đang dần phát triển của mọi người về việc kiểm soát sức khỏe của họ và không sẵn sàng để bị ngâm thuốc đến khi phải khuất phục. Thật sự rất thú vị. Đây là khoảnh khắc, là điểm vào. Tôi không bao giờ chần chừ trong đời vì tôi không bao giờ nghĩ là tôi không thể đạt được bất cứ mục tiêu nào nếu mà tôi sẵn sàng cố gắng 100%. Marcus Rograns Xin chào, tôi lại trở lại rồi đây. Bạn có thấy được các đặc tính chung của ba người trên không? Tôi hy vọng là có. Và tôi hy vọng là giờ bạn đã có chút can đảm để bước ra khỏi vùng an toàn của bạn. Và cuối cùng cũng bắt đầu làm việc mà bạn ở đây để làm. Tất cả những gì bạn cần làm là tận tâm 100% với bạn và trái tim bạn, không sợ hãi, hãy học hỏi từ các lỗi lầm, chúng là những món quà của bạn, hãy giúp đỡ những người khác và học cách cho đi, đừng sợ hãi là sẽ mất đi điều gì, bởi vì thực tế thì đằng nào cũng chẳng có cái gì thuộc về bạn. Tiền bạc và của cải không phải là cái bạn sở hữu, nó được giao phó cho bạn bởi vũ trụ để làm những điều vĩ đại với những hướng dẫn phải làm gì đó với nó được mã hóa trong tế bào của bạn dưới dạng khao khát. Đó là tiếng nói nói chuyện với bạn từ sâu trong trái tim, chứ không phải trong đầu. Một khi bạn bắt đầu lắng nghe nó và có sức mạnh cùng lòng can đảm để làm theo nó, vũ trụ sẽ cho bạn tất cả tài nguyên và quyền lực mà bạn cần để làm những điều bạn tồn tại để làm. Bạn được đưa đến đây vì một lý do. Ngay khi bạn khuất phục trước một mục đích cao hơn là lúc cuộc sống thực sự của bạn bắt đầu một cánh cửa mới được mở ra, chào đón bạn đến. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Mời bạn đăng ký kênh để nhận được thông báo các video mới nhất nhé. Mình chúc bạn thật nhiều sức khỏe và an vui.